Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, trong kinh Đức Phật dạy, người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mê mù. Ngược lại, người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau chấm dứt tâm tội ấy, thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân như nước chảy về biển, dần dần trở nên sâu rộng. Hiểu được điều đó, hôm nay ngày 29 tháng 3 năm Quý Mão, tức ngày 18 tháng 5 năm 2023, là ngày tu học thường kỳ, các Phật tử Chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh chư Đại Đức Tăng Ni Quang Lâm tác lễ sám hối để các Phật tử có cơ hội được nhìn nhận lại tâm mình, từ đó quyết chừa bỏ những tâm bất thiện. Giờ này đã sắp đến thời khóa sám hối, thỉnh toàn thể quý Phật tử cùng khởi thân, trang nghiêm để cung thỉnh chư Đại Đức Tăng Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư Đại Đức Tăng Ni, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh chư Đại Đức Tăng Ni quang lâm tác lễ sám hối cho hàng Phật tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Xin thỉnh đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung đón quý Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Đạo giới vọng thanh hình non thẩm quyền đốt lo tâm mài cuốn dân. Nam mô Hiền Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hiền Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hiền Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô mười phương pháp giới thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Chúng con nương ngoại lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, Bạch Thỉnh chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hạnh nguyện của các ngài quang giang nơi Pháp hội chứng minh gia hộ, cùng nương ngoại lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tên chư chúng đa phạn tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp. Hết thầy các chúng vì lợi ích của mình vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Khải bạch Tam Bảo, đệ tử chúng con từ vô lượng kiếp do ba ác độc tham sân si mà gây tạo vô lượng vô biên tội lỗi ác nghiệp, khiến cho khổ mình, khổ người và bị đọa đày trong kiếp trầm luân sanh tử luân hồi này. May thay, nhờ Tam Bảo, nhờ ân đức sư trưởng dắt dìu chỉ bày cho phương pháp tu tập, chúng con xoay lại bản tâm, suy xét để điều chỉnh và thấy rằng pháp của Phật vô cùng cao quý, đó là pháp sám hối tất cả các tội nghiệp của mình. Hôm nay chư tăng Phật tử chúng con đối trước mười phương Tam Bảo dâng nén lòng thành, kính xin Tam Bảo uy lực vô cùng từ bi gia hộ độ trì cho chúng con xin được nương lời kinh Phật mà chí thiết chí thành sám hối các tội lỗi từ vô lượng kiếp của chúng con và các chúng vong linh có duyên với chúng con cũng được nương đàn lễ này mà được tiêu trừ ác nghiệp, hóa giải oán kết, từ nay kết duyên Tam Bảo tu tập mau thoát khổ. Chúng con nương oai lực Tam Bảo tịnh hết thảy tất cả các chúng chư thiên chư thần cùng hết thảy các chúng vong linh có duyên với chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng chúng con. Giờ này nương oai lực Tam Bảo vào trong pháp hội nghe kinh thính pháp cùng với chúng con chân thực sám hối để tiêu trừ ác nghiệp. Chúng con kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng quan giáng đàn tràng chứng minh gia hộ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát,
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư Tôn
Chị ở tâm ma đặt lễ ơi ở Nam Ma Mô Tây Á Phương nghe giáo chủ cưng ngã lạc nghe thế giới ở đại từ đại bi a di đà Phật nghe đại bi quang thế âm ma bồ tát đại hạnh chi bồ tát đại nguyện a địa tạng nghe vương a bồ tát thanh a tịnh a đại a hải chị á tâm ma đặt na lễ ơi ở Nam Ma Mô Đông Nghe Phương a giáo chủ a tiêu a tai a duyên nghe thọ dược a sư lưu ly quang vương nghe Phật a nhật a quang a biến chiếu Bồ Tát nguyện nghe quang biển chiếu Bồ Tát thánh tịnh đại hải những thiên thánh chú Pháp mà Phật nghe số mộng chẳng gì ơi trăm ngàn nghe muốn kiếm mà có được nghe gần ơi nay có nghe thấy vâng điều tra
chỉ ở tâm ma đành na lệ ơi a đề nhân a trì chỉ ở tâm ma đành na lệ ơi a đề a nhật a thuyết văn tôn giả vô lô la chỉ ở tâm ma na lê a đề a nhân a luận a nghi tôn giả ca chiến a diên chỉ a tâm ma đành na lê
đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chăm thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phương duyên thiếu kém, sống trong thân niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp. Bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lòng vùng dài, vô minh che lấp tháng ngày. Vương tâm gieo hạt giống sâu, tham sinh từ ai dây đầy, những nghiệp giang đạo dòng vọng gây nên từ trước đến nay. Những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu nào phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Thoát ngoài
giúp người với người sau đó đến đó công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn dạy sâu tiến thành tấm gương một nén đại sen con quyền thôi đâu quyền đứng từ bi che chở đem con đường đạo nhiệm mau quyền xin truyền Sư Thích Ca Mâu Ni Tán Đại chứng minh phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần ngộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tự Thiên Vương Chúng Thiên Long Bàng Bồ Pháp Thần Vương Nhân Thiên Thiện Thần Thủy từ chứng minh gia hộ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên sư phụ cùng tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với công đức khóa lệ sám hối hôm nay nguyện cầu cho các Phật từ hôm nay về chùa tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bền căn thuyên giảm gia quyền an khang lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng lại nguyện cho thầy chư thiên chư thần bảo hộ Phật Pháp hôm nay cũng được nương công đức này mà oai lực thêm lớn phẩm vị thêm cao hộ trì Tam Bảo chánh pháp mãi mãi trường tồn tại thế gian giúp cho người người nương theo tu tập nguyện cho chư vong linh oan gia trại chủ vong linh hợp duyên hữu duyên với các tình chú chư vong linh anh hùng liệt sĩ trần vong đồng bào chư vong linh có duyên với chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng hôm nay vào trong pháp hội tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chúng con mà được phát tâm giang tinh lìa khổ u minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ tịnh sâu Tam Bảo sớm sinh về nơi cõi Phật an vui
nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên trì đứng trọn đầy những tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trì ngũ chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nương án dân, người vật chung hưởng lại nguyện. Dòng dòng Việt Nam khang thế tâm đồng, quay về nguồn xứ phát minh bản địa, mong cho ba nghiệm chống tiêu chừng tâm, tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn khắp nguyện. Phước ban khắp tất cả đức độ quần sanh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt nghe sạch. Nam mô Phật nghe bồ ngã sư a thịnh na ca mô. Sám hối công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện cầm phạm giới các chúng sanh. Nó thầy đều thể nhập vô sanh nhận, nguyện tiêu ba chương dành phiền não, nguyện đường trí tuệ thực sáng lời, nguyện chướng thầy tiêu trừ, đời đời thương anh Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chẳng rải mười phương khắp tất cả thế, thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa sám hối đã kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính cảm niệm và tri ân ân đức trên chư đại đức tăng ni. Chúng con xin thành kính cung tiễn chư đại đức tăng ni hồi quy tăng ni xá. Thỉnh toàn thể đại chúng đồng niệm học danh Phật để cung tiễn quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.